Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đầu cassette rất là đẹp đến từ thương hiệu của Techlead. Chiếc đầu cassette này có tên mã là Techlead M250, một trong những model mà được anh em chơi cassette rất là thích. Đây là một chiếc đầu tầm trung và chất âm rất là tốt, rất là hay, thầu băng cũng rất là ok. Thì như anh em có thể thấy thì chiếc đầu Technic M250 này về hàng với một hình thức có thể nói nó cực kỳ đẹp. Đẹp lắm luôn. Thứ nhất là vuông thành sát cạnh, không bị cấn này. Mặt phay sáng đẹp. Tất cả những cái lúm lút ở đây không có bị rôm. Anh em có thể thấy, em có thể quay gần cho anh em thấy. Độ mới nó rất là cao. Cái lút cái lắp của cái remote control này nó vẫn còn luôn. Đấy, anh em có thể thấy ở bên này, anh em có thể thấy cái học băng này. Cái học băng này ở bên trong nó có đèn đấy, nên là nhìn nó rất là đẹp. Bên này là nút nguồn, rồi là nút mở cái học băng. Đấy, băng thì chúng ta sẽ cho vào từ đây đó. Rất là mới, anh em có thể xem trên này. Bây giờ em sẽ mở chất âm cho anh em nghe. Có cả output. Có rất là nhiều anh em hỏi cái giá sản phẩm, thì mỗi một sản phẩm nó sẽ có những cái giá, mức giá nó khác nhau. Ví dụ như là chiếc M250 này em bán với mức giá là 5 triệu. Cũng có con M250 này giá của nó chỉ có 4 triệu rưỡi hoặc là 4 triệu hoặc là 3 triệu rưỡi. Mức giá là hầu hết trên thị trường nó cũng đều có. Thì cái chênh nhau về cái mức giá thì nó có thể được xem một số cái điều kiện như sau. Thứ nhất là hàng mua ở bên Nhật, ví dụ như chúng ta mua đấu giá này, chúng ta mua ở cửa hàng đồ cũ này, thì nó cũng sẽ khác nhau. Nó khác nhau từ cái hàng vận chuyển về nó cũng thế. Ví dụ như là những con hàng mà chúng ta đấu mạng thì cái giá vận chuyển máy bay về nó sẽ cao. Cộng thêm vào đấy là cái độ mới của sản phẩm nó quyết định rất là cao trong cái giá thành. Ví dụ độ mới nó càng cao thì nó sẽ càng đắt. Vậy thôi. Không có gì để chúng ta thắc mắc ở trong cái vấn đề đấy cả. Và nó tùy từng shop. Đó. Thì anh em có thể thấy thì cái độ mới con này nó rất là cao. Và mình phải bỏ ra một cái mức tiền cũng không hề nhỏ để được sở hữu cái con đầu cassette nổi tiếng này. Đó. Nên là nói chung là về giá cả thì là tùy anh em thôi. Có những anh em chấp nhận được thì chúng ta chơi. Còn đâu không thì chúng ta có thể bỏ qua, kiếm những con nào nó vừa với cả cái tầm tài chính của mình. Đó. Thì với một con đầu cassette như thế này thì anh em sẽ được trải nghiệm rất là nhiều cái thể loại băng nhạc, giống như là băng từ cassette. Đó. Con này thì ngoài chế độ output ở đây thì anh em có thể thấy nó có rất là nhiều chế độ như là input chỉnh để chúng ta thâu băng hay là các thứ. Em thì ít thâu băng, toàn đi mua băng về bán, nên là thâu hoặc này kia thì anh em phải dành, nên là anh em sẽ thâu thì nó cũng dễ thôi, nó cũng chả có gì cả. Nhưng mà để căn chỉnh để cái băng mà nó hay thì cũng không phải dễ. Có một điều rất là lạ là mặc dù em bán đầu đấy nhưng mà mình lại không có thể nào thâu băng mà chuyên nghiệp như là những cái anh mà chỉ chuyên thâu băng thôi. Đấy. Nó khác hoàn toàn, mình buôn bán nó khác. Còn đâu có người mà người ta chuyên thâu băng nó lại khác. Người ta hiểu về cái con đầu, người ta hiểu về cái cách thâu căn chỉnh sao cho tiếng nó tốt. Đó. Anh em có thể thấy. Ok, như vậy là em đã giới thiệu xong cho anh em chiếc đầu cassette Technic M250 có mức giá là 5 triệu. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Đây, quay lại cho anh em một loạt. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Đây là cái phần lắp lưng, đây là cái phần phía sau. Đó, anh em có thể thấy. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.